Xin được kính chào quý vị đang đến với chương trình Gõ Cửa Trái Tim. Hôm nay chúng tôi rất là vui được gặp gỡ một người MC vô cùng đẹp trai và rất là khéo. Đó chính là MC Baggio, và Baggio sẽ phỏng vấn Kion. Rồi, thưa quý vị, Baggio là người phỏng vấn nha. Đáng lẽ ra Baggio phải là người mở màn, nhưng mà quý vị có thể thấy là Kion là một người rất là giỏi tiếng Việt, và thậm chí nói còn giỏi hơn cả những người Việt luôn. Thậm chí đôi khi Baggio ngồi kế bên Kion, Baggio cũng còn không biết mình đang nói đúng hay sai. Hôm nay may mắn được gặp gỡ anh trên đất Mỹ, tại vì đáng lẽ ra là Baggio phải bay về Việt Nam mới được cơ hội phỏng vấn Kion nha. Đúng rồi, Kion còn nhớ là những ngày đầu ở Sài Gòn thì Kion gặp Baggio trong chương trình Tôi Yêu Việt Nam của Honda, đúng không? Ồ, khi đó chắc là cách đây hình như 2015 á anh Kion. À đó, đúng rồi. Mà từ đó thì mình rất là vui khi có cơ hội kết nối cũng như là biết thêm về Baggio, và Kion phải nói là Kion rất là ngưỡng mộ hành trình làm việc hàng say của Baggio trên con đường nghệ thuật của mình. Dạ, cái mà em quý vị khán giả biết không, Baggio bất ngờ lắm là tại vì đáng mình là người Việt Nam, nhưng mà trước khi gọi là nhìn thấy sự xuất hiện của Kion, Baggio chỉ nghe tiếng thôi, thì Baggio bất ngờ, trời ơi, ai mà nói tiếng Việt mà giỏi quá, quay qua lại thấy một anh chàng gọi là người nước ngoài, mình lại càng bất ngờ hơn. Thì chắc chắn một điều là thưa quý vị rằng để hành trình nổi tiếng đến bây giờ thì chắc chắn anh đã đi qua một hành trình rất là gian lao, đúng không? Thì anh có thể chia sẻ một chút xíu về cái quá trình mà mình gặp được gọi là làm việc ở Việt Nam và bắt đầu với cái con đường nghệ thuật của mình không? Nó cũng được nói khá là nhiều trên báo chí, nhưng mà Kion cũng sẽ nói tóm lại là Kion được mời vào một cái chương trình được Đại học Princeton tổ chức tên là Princeton in Asia, và Kion có duyên được chương trình đó chọn Việt Nam là điểm đến của mình để mà giúp cho bà con ở Hậu Giang, miền Tây trong việc rèn luyện tiếng Anh của họ. Thì Kion dạy học ở đó 1.5 năm, cứ đi đi về về, đi Hậu Giang, lên Cần Thơ, các thứ. Thì Kion phải nói là Kion đã bị xao xuyến vì những con người rất là chất phác, dễ thương và luôn luôn biết chào đón những người xa xứ như Kion, những người thật sự phải nói là mến khách, đúng không? Hơi lạ, nhưng mà họ đón nhận như là một người trong nhà, thì mình cảm thấy rất là vui về điều đó. Thì khi Kion tới trường thì Kion lại phát hiện ra một điều là thật sự á, là các bạn học trò của Kion chưa có đạt được một cái trình độ tiếng Anh mà mình có thể nói là nó mình có thể giao tiếp một cách thoải mái và bình thường. Thì Kion lại thấy mình nên học tiếng Việt, thì Kion đã bắt đầu cái hành trình tự học tiếng Việt thông qua âm nhạc và thông qua những người bạn bè xung quanh. Thì Kion lại thu hồi về cho mình rất là nhiều những vốn từ, rồi dịch rất là nhiều bài hát để mà hiểu được thêm về con người, về văn hóa cũng như là về âm nhạc Việt Nam. Và Kion đã nhận ra một điều rất là quan trọng, đó chính là âm nhạc là một cái điều nó kỳ diệu và hay, và là một cái điều rất là gần gũi với con người Việt Nam. Người Việt Nam có câu là hát hay không bằng hay hát. Và khi Kion tới nước Mỹ hay là đi Canada hay là đi Úc mà gặp gỡ những người Việt Nam, thì Kion cũng lại thấy họ rất là thích hát. Đó là một việc họ phải làm. Đó là giải trí, là xả stress, rồi là một cái cách sinh hoạt của người Việt Nam. Và Kion thấy nó rất là thân quen. Vì sao? Vì tiếng Việt nó cũng lên xuống như là một bài hát mà. Thì cái việc mà họ thích hát và hay hát thì nó cũng là một cái điều đương nhiên rồi. Thì mình thấy là cái cách tốt nhất để mà chạm tới trái tim của những con người, không chỉ riêng người Việt Nam mà những con người nói chung, là thông qua con đường âm nhạc và con đường ẩm thực. Đó, quý vị có thể thấy là một chàng Tây, một chàng người nước ngoài, đặc biệt là nói và biết sử dụng gọi là ngay cả ca dao tục ngữ của người Việt Nam nè, rồi biết tìm cách để đi vào sâu trái tim của con người Việt Nam nó như thế nào. Và Baggio cũng đang thắc mắc là Baggio nghĩ rằng cái thời gian mà những cái thời gian đầu mà Kion đặt chân về Việt Nam là lúc đó Kion bao nhiêu tuổi? Kion còn nhớ không? Lúc đó là Kion 25 tuổi. 25 tuổi là thật sự là một cái độ tuổi rất là trẻ, đúng không? Mà mình lại coi như là một thân một mình và đi tìm nơi một cái xứ lạ, quê đất khách quê người như vậy, nó có khó khăn gì với mình trong cái thời gian đầu? Ồ, những ngày đầu nó khó lắm luôn á. Mình xuống, mình đi từ sân bay Tân Sơn Nhất xuống thẳng Hậu Giang, mà giống như là giặt vào bờ, mình rất là mệt mỏi á. Cái vô phòng á, bắt đầu sắp xếp mọi thứ đồ đạc tùm lum tùm la, 5 giờ tắt điện
là không có điện luôn. Trời ơi. Thì coi như là mình còn không nhìn thấy được cái gì trong phòng mình sắp xếp. Xong rồi là Kyle nhớ mãi một cái kỷ niệm. Kyle có một người bạn hồi đó là phiên dịch viên của Kyle, đó là anh Thành. Và tới bây giờ anh Thành cũng là một người phải nói là vô cùng thân quen với Kyle. Thì anh Thành nói là thôi leo lên chiếc xe máy, xong rồi mình đi ăn cháo gà. Nói thật là Kyle chưa từng bao giờ lên một chiếc xe máy mà mình rất là sợ, mình cảm thấy hoảng sợ về điều đó. Thì mình cứ leo lên, xong rồi mình không biết là phải nhìn vô đâu đúng không? Như thế nào á. Rồi là khi mình ăn cháo gà thì mình cũng rất là thích những cái hương vị của cháo gà. Nhưng mà ngay sau đó là một tháng sau là đau bụng hoài. Từ cái việc ăn uống cho đến ngôn ngữ cho đến cái sự phải nói là người Việt Nam có cái tính hứng lên là làm á. Thì mình lại là một người phương Tây mà mình có cái sắp cái gì xếp, phải có kế hoạch đúng không? Đúng không? Cái này là hứng lên là đi. Thì coi như mình những tháng ngày đầu thì mình phải nói là mình vô cùng bối rối mà mình lạc lõng và có những cái cảm xúc đó. Nhưng mà Kyle cảm thấy như là khi đời quăng cho mình một cái thử thách như vậy thì nó là lúc mình cần phải điềm tĩnh lại. Thì đó là những lúc mà mình có thể học hỏi được rất là nhiều thứ. Nếu như Matthew nhớ không lầm là có một lần nào đó anh Kyle đã chia sẻ là hình như là anh không phải, đáng lý ra là anh sẽ, cái duyên của anh nó sẽ không phải đi theo cái ngành nghệ thuật mà cái duyên của anh nó sẽ phải đi theo một cái ngành công nghệ. Đúng như vậy không? Thì hồi trước khi mà anh trở thành ca sĩ thì anh đã có học về cái ngành IT. À, chính xác. Với lại là Kyle làm cho tập đoàn Apple trong vòng 3 năm và Kyle cũng ở cái công ty Apple lúc họ mới vừa ra mắt cái iPhone đầu tiên. Thì trong cái khoảng thời gian đó thì tất nhiên là tập đoàn đang phát triển rất là nhanh. Vào năm 2007 thì Kyle đi một chuyến đi trên một chiếc tàu vừa học tập, gọi là thực tập hồi học đại học á. Thì trong lúc đó là mình ghé rất là nhiều nước trên thế giới và mình phát hiện ra thực sự khi mình được sinh ra và lớn lên ở Mỹ thì mình may mắn hơn rất nhiều người, chắc là cũng phải hơn 90% người trên toàn cầu. Thì khi mình là người Mỹ thì mình được học miễn phí, rồi mình được nhà nước lo từng bước một cái, nói chung là đâu vào đó đàng hoàng. Nhưng mà có nhiều người là họ không được như vậy. Thì mình đã xác nhận là trên đời của mình một lúc nào đó mình sẽ làm những cái việc ý nghĩa theo một cái hình thức nào đó. Thì mình mới được tuyển vào cái chương trình Princeton in Asia của Đại học Princeton. Thì từ đó mình cũng phải nói một điều là cái việc làm thiện nó cũng đã đi theo sự nghiệp của Kyle. Mình lúc nào cũng là một người thích làm những cái việc ý nghĩa cho con người. Và thậm chí mình cảm thấy như là khi mình được hát những bài hát, chia sẻ thông qua âm nhạc như là một cái điều thuốc bổ cho tâm hồn, thì đó cũng là một cái việc giúp đỡ con người, đúng không? Mình rút cái trái tim của mình ra, mình thổi hồn vào một bài hát như là một cái lời động viên, một cái điều để xoa dịu những nỗi buồn. Hay là thậm chí là tiếng hát của mình có thể giúp được, giúp con người hòa mình vào một cái không khí vui tưng bừng chẳng hạn. Thì những cái việc đó là gọi là phép màu của âm nhạc. Và đồng thời nó là cái lý do tại sao Kyle lại gắn bó với âm nhạc tới bây giờ. Nhưng mà anh phát hiện ra cái sở thích, cái đam mê ca hát của mình là từ khi mình về Việt Nam mình mới phát hiện ra cái đó, hay là từ nhỏ tới lớn mình đã? Từ nhỏ là Kyle diễn cho những cái vở nhạc kịch ở Mỹ. Cái việc học thanh nhạc cũng như là học về diễn xuất thì đã là sở thích của Kyle từ khi Kyle còn năm nhỏ xíu, 5 tuổi. Thì ba mẹ của Kyle cũng đã thấy cái khả năng của Kyle vào cái con đường đó, thì họ cũng dịu dắt từng bước. Họ nói là ok, nếu như con thích thì con học diễn xuất, lại con học thanh nhạc, con vào những cái hợp xướng rồi hát. Mà Kyle rất là may mắn, gia đình của Kyle không có khá giả. Nhưng mà lúc nhỏ thì mình được, vì cái giọng hát của mình cũng được đi diễn ở những cái nước khác luôn á. Thì mình cảm thấy là đó là người tính không bằng trời tính. Tại vì mình lúc cái hồi học đại học á, mình bỏ hết những cái đam mê đó để mà mình đi vào một cái con đường gọi là chính chánh hơn. Bố mẹ, ba mẹ của Kyle khi mà để cho Kyle đi một cái chuyến như vậy gần gọi là nửa năm đi, rồi lần đầu tiên rời xa con một khoảng thời gian dài như vậy, thì gia đình có sợ, hay là bản thân chính Kyle có sợ điều đó không? Kyle nghĩ là với
những cặp phụ huynh ở đây á, thì họ muốn con mình trải nghiệm thật nhiều trong cuộc sống. Thì Kayo nghĩ là đúng là họ sợ, nhưng mà họ nghĩ rằng là đó là một cơ hội để Kayo khám phá bản thân mình và trưởng thành hơn. Nếu như làm cha làm mẹ thì nên cho con mình biết nhiều, khám phá nhiều, và từ đó họ sẽ trưởng thành hơn. Vậy nếu mà tính tổng cái thời gian mà coi như nếu Kayo nói là Kayo về Việt Nam năm 2007 lần đầu tiên đúng rồi, là 2007 là đi du lịch, coi như là du lịch một rồi tuần. Năm nào rồi quay trở lại chính thức 2010 với 2021 là một khoảng thời gian 11 năm, đầu khoảng thời gian rất là dài. Bản thân giữa Kayo với lại gia đình, cái sự làm thế nào để có thể connect giữa nhau, để có thể kết nối với nhau? Kayo nghĩ là không chỉ riêng Kayo mà tất cả những người đang gặp cái trường hợp mà phải xa bà con của mình á, xa gia đình hay là xa những người yêu thương mình, thì cái tốt nhất là gì, là bây giờ là có những cái công nghệ rất là hay, ví dụ như là FaceTime, rồi mình có thể kết nối được và giao lưu giống như là mình đang trong phòng cùng nhau, nhưng mà mình lại ở hai nơi hoàn toàn khác nhau. Thì nói chung là đó là cái việc mà kết nối lại và cùng nhau trong một cái không gian thì nó không còn quá là khó khăn như ngày xưa. Thì có lẽ chính vì cái việc đó mình lại cảm thấy như là mình không có bị quá mất mát gì khi mình rời xa. Với văn hóa của người Việt Nam á, hoặc là người châu Á nói chung á, thì họ luôn luôn quan niệm rằng là gia đình ở đâu thì họ sẽ ở đó. Tại vì đó là một cái sự gọi là bổ trợ cho nhau để có thể xây dựng một cái tổ ấm, để có thể lúc nào cũng tràn đầy yêu thương. Nhưng đối với gia đình của người nước ngoài thì lại không như vậy, đúng không? Họ sẽ để cho con mình trải nghiệm nhiều hơn, rồi để cho con vấp ngã, để luôn luôn để họ quan điểm rằng là con mình đứng bằng đôi chân của mình, thì lúc đó họ mới yên tâm. Nói cách khác thì là với phương Tây thì cái quan trọng nhất là cái sự tự lập, người ta phải tự lo cho mình. Còn ở Việt Nam thì mình cảm giác như là người ta lại hướng tới cái việc mà cái sự gắn kết nó là cái quan trọng. Cả hai đều có lợi và hại của nó. Đối với Kayo thì Kayo cũng bây giờ thấy là khi mình xa gia đình như vậy thì mình lại thấy quý gia đình của mình nhiều hơn. Mình thấy họ quan trọng thật sự. Họ, mặc dù là mình đã biết cái điều đó, nhưng mà thật sự là khi mình không thể nào đến gần và cùng nhau ăn tối, cùng nhau ngồi chia sẻ, thì mình mới thấy trống vắng thật sự. Bây giờ mới cảm nhận như vậy, sau khi mình không có ở bên cạnh họ 10 năm, thì mình lại tiếc nuối cho cái khoảng thời gian tiếc nuối ở đó. Thì giống như Vasu thấy rằng là tại vì cha mẹ mình càng ngày cái số tuổi mình càng lớn, chắc chắn cha mẹ cũng muốn mình cũng sẽ như vậy. Và chưa kể khi mà người đã lớn, người ta già đi thì bệnh tật nó cũng sẽ kéo đến, và lúc này là cái lúc mà mình cảm nhận là cái sự lo lắng nó càng nhiều hơn. Thì với một cái khoảng cách địa lý xa như vậy, Mỹ và Việt Nam cách nhau hơn 12 tiếng, đôi khi ví dụ như Kayo đi diễn rồi bất chợt nhận được cái tin là ok, ba mình hay là mẹ mình bị ngã bệnh, thì những cái lúc đó thì trong lòng của Kayo như thế nào? Mình cảm thấy rất là bất an, tại vì mình không thể nào mà một hai là tới gần họ. Một cái ví dụ thôi là vào năm 2020 vừa qua thì ba của Kayo bị nhiễm Covid, trong khi là ba đã bị Alzheimer's rồi, và mình cảm thấy như là rất là bất lực về điều đó, tại vì mình không biết là anh ta sẽ sống hay là chết. Và cũng phải đi bệnh viện, cũng phải chăm sóc ở viện á. Thì mình lại ở Việt Nam cách xa 24 tiếng. Thì nếu như New York ở đây và Việt Nam là ở đây, thì mình cách trái đất này phân nửa là trời, nó quá xa. Mà mình cứ nhủ với bản thân mình, liệu bây giờ mình bay về thì mình có giúp ích gì được không? Mình về mình có chăm sóc được hay không? Hay là ba sẽ bị giam lại ở bệnh viện để mà được chăm sóc? Thì mình lại phải đắn đo rất là nhiều thứ. Cái mong muốn của mình là bay về liền. Nhưng mà khi mình ngồi, mình lắng lại thì mình thấy là điều đó nó cũng rất là vô ích.
vì có anh hai, anh ba lo cái phần đó giùm Kyle, và họ có thể trông được, và họ có thể xoay vòng cái tình hình và cung cấp những cái gì đang diễn ra cho Kyle trực tiếp. Thì mình thấy là như vậy nó sẽ tốt hơn nếu như anh hai, anh ba lo, tại vì họ gần, đúng không? Thay vì mình bay về trong một cái khoảng thời gian mà Mỹ cũng đang gặp khó khăn vì dịch, thì nó lại là nó làm cho mọi thứ nó càng phức tạp hơn đó. Nhưng mà để mà trả lời câu hỏi này thì chắc chắn là khi Kyle đón nhận được những cái thông tin về gia đình của mình mà mình không thể nào có mặt ngay, thì mình rất là khó chịu vì điều đó và rất là buồn. Tại vì Kyle, như mọi người biết, là Kyle là một người thường xuyên cập nhật những cái hình ảnh của Kyle, những con cháu ở nhà, rồi ba mẹ. Thì mình nói chung là mình là một người rất là thân thiết với gia đình, nên khi họ bị cái gì thì mình rất là đau lòng. Và nó khó ở chỗ là mình không có gần, mình quá xa luôn đó, thì mình cũng ân hận về điều đó. Covid tới thì bây giờ nó là một cái vấn đề là cả thế giới người ta đang gặp phải. Ở Mỹ thì ngay trong thời điểm bây giờ mọi thứ nó cũng đã ok rồi, mà ngay cả Kyle bây giờ cũng đã bay về Mỹ để bên cạnh người thân mình rồi. Nhưng mà trước đó khoảng thời gian đó, Kyle lại chính là người mà đang phải sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, là nơi cái tâm dịch nó diễn ra mạnh mẽ nhất. Thì Kyle đã sống như thế nào trong khoảng thời gian đó? Thì như mọi người biết, Sài Gòn là trở nặng thì có rất là nhiều vấn đề xảy ra. Và cũng có giống như ở bên Mỹ này nè, cũng có những cái bài toán rất là khó tính, không biết cách nào để mà xoay sở, không biết cách nào để mà tìm một cái phương pháp để mà đấu lại với cơn dịch. Sài Gòn cũng như vậy, cứ một hai là đổi ý rồi đổi phương án. Mình thì là giữa tháng 4 á, thì nghệ sĩ toàn bộ là không được diễn nữa vì họ không có muốn tụ tập đông người. Thì coi như là kể từ đó tới giờ, bây giờ nó mới bắt đầu từ từ trở lại, là họ có cho nghệ sĩ tụ tập trong những cái nhóm nhỏ thôi. Nhưng mà một cái khoảng thời gian quá là xa khán giả thì nó làm cho cái tâm hồn của mình nó bị héo. Giống như là khi mình không có được tương tác, mình không có được diễn, được hát trên sân khấu, khán giả không được tiếp cận mình, thì mình cũng bị đau, mình cũng rất là thương người. Thì may một điều là rất là nhiều anh chị em nghệ sĩ thì kéo nhau đi làm những cái việc ý nghĩa. Những nghệ sĩ là họ làm từ thiện, họ đi phát quà, hay là họ, nói chung là họ làm rất là nhiều điều hay và ý nghĩa, mà mình cảm thấy rất là hạnh phúc khi mình được là một thành viên trong một cái gia đình của những người nghệ sĩ. Họ lúc nào cũng hướng tới những điều tốt đẹp hơn. Và đó, thì cùng với những y bác sĩ và những sự hướng dẫn của họ thì có sự kết hợp rất là tuyệt vời. Và bây giờ từ từ mọi thứ nó cũng bắt đầu dần trở lại như bình thường. Thì hy vọng là không chỉ riêng ở Việt Nam mà cả Mỹ và cả thế giới sẽ có một cái những ngày sắp tới, một cái tương lai tốt đẹp hơn, có trách nhiệm hơn khi mình sinh hoạt hàng ngày cùng nhau. Nó đã giúp cho chúng ta hiểu nhiều hơn về sự quan trọng của cuộc sống, giá trị của gia đình, cách nào để mà bảo vệ bản thân mình, đúng không? Rất nhiều người đã gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí là đã mất hết tất cả những cái gì họ đã có, nhưng mà họ được học hỏi thêm những điều ý nghĩa. Và hy vọng là với những cái thông tin như vậy, những cái họ sẽ sống tốt hơn và họ có thể có một cái cuộc sống an toàn hơn. Cái đó quan trọng hơn bao giờ. Trong cái thời gian vừa qua ở Sài Gòn á, mà không chỉ riêng Sài Gòn mà khắp cả nước, thì có lẽ là ai cũng đã gặp rất nhiều khó khăn. Một cái điển hình nhỏ là đi một dòng quanh quận nhất, quận 3, ngày xưa tấp đập thì vắng bóng, rồi rất là nhiều những cái shop, những cái nhà hàng thì phải đóng cửa, phải trả mặt bằng lại, tại vì thật sự là không thể nào mà duy trì được cái tiền thuê chỗ hàng tháng nếu như không có thể nào mà làm ăn được, đúng không? Còn những người mà cực khổ như là những người gánh hàng rong, những người bán vé số,
là bị cấm làm những cái điều đó. Thì đó là những con người thật sự, nếu như mình xét về cuộc sống thì đó là những con người thật sự là họ chỉ làm ra rất ít tiền hàng ngày để mà duy trì được cái sự sống của họ. Đó là gì? Một cái ổ bánh mì hay là một cái ly cà phê để mà còn tiếp tục sống à? Mà họ không được làm, đúng không? Thì rất là đáng buồn cho những người đó. Mà thậm chí là mình là một người rất là buồn lòng và chật vật về điều đó. Mình cảm thấy như là trời, tại sao mấy người này là vất vả quá mà mình thật sự mình muốn rơi nước mắt. Nhưng mà tôi thấy giống như hồi nãy tôi nói là những người ta đã khổ quen, nhưng mà họ là cái may mắn. Họ may mắn là bởi vì họ biết duy trì, đúng rồi, họ cùng cảnh ngộ đó, nhưng mà họ được chia sẻ, họ được sự đồng cảm nhiều. Còn bây giờ những người họ đã từng sống ở trên cái đỉnh vinh quang, họ có nhiều điều kiện mà họ bị đánh sập và mất hết, thì nó lúc này là lúc mà họ sẽ rất là khó biết chia sẻ điều đó cùng ai, và cũng không ai có thể có đủ khả năng để chia sẻ điều đó với họ. Đó chính là cái điều mà bác tôi cảm nhận rằng Sài Gòn, đó là cái Sài Gòn của bác tôi nó đẹp ở chỗ đó, là tại vì những người mà người ta nghèo khổ, người ta luôn luôn cùng với nhau. Nhưng mà có một cái dấu hiệu đáng mừng là khi mà thời gian bác tôi theo dõi những cái tin tức á, thì bác tôi lại thấy là có rất là nhiều những mạnh thường quân, người ta cũng đã từng thành công rất là nhiều, mặc dù trong cái thời buổi Covid bây giờ họ vẫn trích ra những cái gì mình đang còn lại để họ giúp đỡ cho những nhiều hoàn cảnh khác. Chính xác. Thật ra là cái hay của người Việt Nam bao giờ cũng thế, là cái sự gắn kết, sự chia sẻ trong những cái thời điểm khó khăn thì họ luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau. Kể cả hàng xóm của Kayo, lúc là giãn cách xã hội và không thể nào đi chợ, thì người ta cho mượn muối, mắm, các thứ rồi cùng giao lưu với nhau. Nói chung là chăm sóc cho nhau trong cái mức có thể. Có thì chia sẻ, không có thì chia sẻ ít lại. Có một cái ông Tây sống gần nhà Kayo ở quận 3, và ổng là một người rất là bướng. Anh ta nói chuyện rất là ngang ngực, mà anh ta là một người không tốt, hiểu không? Nhưng mà đã là người quen, tức là mình quen tại vì mình là hàng xóm với nhau, thì lúc bị cách ly như vậy thì đương nhiên là bây giờ con đường đến với những cái món ăn anh ta yêu thích của nước Mỹ, những cái món mà anh ta quen ăn á, thì phải gọi phone hay là nó vất vả đủ thứ. Kayo thì lại nấu ăn được, rồi là lúc đó là Kayo nấu dư thì Kayo lại đem qua cái, nó có một cái bàn á, thì mình để những cái món ăn mà nó có hương vị Tây ở trong đó, thì mình những cái món Mỹ mình để trên cái bàn để cho ổng, xong rồi gọi ổng ra ổng lấy. Đó, cái cách chia sẻ với một người cùng quê hương của mình, và mình rất là thương cái người đó, mặc dù là oh my god, anh ta mệt mỏi lắm, mình nói chuyện với anh ta là nhức đầu, nhưng mà mình thấy là đã như vậy rồi thì mình chia sẻ. Còn ví dụ như là đó, thì những người chia sẻ với mình là cũng có rất là nhiều người chia sẻ thông qua cái việc mà nấu nướng cho nhau, hay là nói chung là giúp đỡ những cái nhỏ như vậy, thì nó lại cũng rất là vui. Vì thường để giống như trong mấy cái tháng đó chắc chắn là mình đã không được ra ngoài, mình cũng sẽ bị gọi là bí bách với gọi là bốn bức tường của nhà mình. Thì Kayo có cách nào để giữ cho, thứ nhất là cái tinh thần của mình thật tốt, hay là giữ cho cái vóc dáng của mình lúc nào cũng đẹp trai, họ sáng sủa như vậy, thì có cách nào không? Có làm. Nhưng mà mình thấy là Kayo cũng đã nói đến cái vấn đề này, là trong lúc dịch tới thì nhiều người bị ảnh hưởng rất là nhiều và rất là nặng về tâm lý. Một cái điều mà Kayo nghĩ người Việt Nam và ở Việt Nam vẫn là một cái thử thách lớn để mà giúp những người bị tâm lý, là họ có một cái những cái sự hỗ trợ tốt. Thì mình thấy là khi mình bị gói gọn và vào một cái phòng có bốn bức tường thì mình dễ bị điên á, mình dễ bị cáu gắt, trầm cảm đủ thứ. Thì trong lúc đó thì Kayo cũng không ngoại lệ, Kayo rất là buồn và giống như không biết làm gì, thì mình lại bắt đầu tập thể dục ở nhà, đọc sách, tập hát, rồi xem Netflix các thứ. Netflix and chill hả? Netflix and chill, nhưng mà một mình buồn. Nhưng mà mình vẫn tìm mọi cách để mà sáng tạo ra cách nào để mà duy trì cuộc sống của mình, duy trì cái tinh thần của mình. Và từ khi mình có một cái tinh thần lạc quan thì mình sẽ làm được nhiều thứ.
một ngày cái thời khóa biểu mà gọi là trong những ngày giãn cách là từ thứ hai cho tới thứ sáu là cứ lặp đi lặp lại như vậy luôn hay sao? Oh my God. Hên á là cái tính ra là hên á là KO có một mình. Nó đỡ gọi là căng, tại vì giống như là mắc cười thì chúng ta sẽ nói là giống như là trong thời buổi Covid là cái tỷ lệ mà các cặp vợ chồng hay là cái couple ở nhau ở chung một nhà là cái tỷ lệ nó cãi nhau nó nhiều nhất. Thì KO có thể nghe những cái tiếng cãi vã của hàng xóm của mình nó có ồn có không? Chứ nó cũng là một cái khoảng thời gian mình có thể nhìn mặt nhau và hiểu được tại sao mình lại lấy người này, tại sao thì nói chung là có những cái sự vất vả, nhưng mà trong đó là tình yêu không phải là lúc nào cũng màu hồng mà. Đúng không? Mà sau khi mọi thứ nó kết thúc thì mình mới nhận ra một điều là đúng là mình có người bạn đồng hành cùng mình là một cái điều còn may mắn hơn rất nhiều người, đúng không? Anh có còn nhớ cái bài hát đầu tiên mà mình trình diễn bằng tiếng Việt là bài gì? Hồi xưa là anh thành cái người phiên dịch của KO, lúc nào cũng dẫn KO đi hát karaoke với những người lạ không, mà toàn là mấy người yêu cầu những cái bài gì đâu, từ 1970 hay là 60 gì đó, còn trẻ mà đâu có biết mấy bài đó đâu, thì bằng tiếng Mỹ đó. Đúng không? Nhưng mà xong rồi mình nói ok, bây giờ là KO muốn hát một bài mà anh Thành lúc nào cũng hát một bài rất là hay, đó là Riêng Một Cấp Trời. Thì anh Thành là một người dạy cho KO hát bài Riêng Một Cấp Trời. Và sau đó, mấy năm sau, KO được hát song ca với anh Tuấn Ngọc. Một năm danh ca mà phải nói là KO rất là ngưỡng mộ. Tới bây giờ, ổng cũng là một thần tượng của KO. Ổng là một người hát, trời ơi, nó hay dã man á. Mà khi KO được hát Riêng Một Cốc Trời với anh Tuấn Ngọc thì trời ơi, mình rung động, thật sự là mình cảm thấy xúc động vô cùng. Và mình hát ở phòng trà Đồng Dao, KO sẽ nhớ mãi cái kỷ niệm đó. Thì đó là bài hát đầu tiên mà nó để đời của KO đó, Riêng Một Cốc Trời. Sau đó là bài Ly Cà Phê Ban Mê của ca sĩ Siêu Black. Và KO cũng rất là may mắn khi có sự dịu dắt từng bước của KO đầu tiên. Có chị Siêu, một người mà KO coi như giống như là một người mẹ của mình. Rồi chị Anh Tuyết. Và hai chị cả này cũng đã tạo cơ hội để KO hát hàng đêm ở phòng trà ATB của chị Anh Tuyết, cà phê siêu Black. Thì tuy rằng bây giờ hai nơi đó không còn hoạt động, nhưng mà đó cũng là một cái sân chơi để mà mình rèn luyện. Với lại nó cũng là một cái cột mốc đánh dấu trong cuộc đời của mình trên cái con đường sự nghiệp ca hát. Và sau đó khi mà khán giả càng ngày càng biết đến KO thông qua những MV đầy cái hình ảnh của con người Việt Nam, thì tại sao mình lại chọn những cái hình ảnh đó để đưa vào trong MV? KO nghĩ là chính cái mà làm cho KO bị sao xuyến nhiều nhất ở Việt Nam chính là những cái nét đẹp văn hóa. Một đất nước chưa bằng diện tích của California. Đúng không? California lớn hơn, Việt Nam chỉ chiếm được 75% của California, đúng không? Mà nó chứa đầy rất là nhiều những cái nét đẹp văn hóa, trong đó nào là quốc phục, chiếc áo dài này, rồi cái lịch sử âm nhạc á. Ví dụ như là mình đi từ Bắc vào Nam thì mình thấy UNESCO, tổ chức UNESCO là đã công nhận rất là nhiều những thể loại âm nhạc của con người Việt Nam là phi vật thể, đại diện của nhân loại. Đó là gì? Đó là đờn ca tài tử nè, quan họ, nhã nhạc cung đình Huế. Thì có lẽ là những cái mình được khám phá ở Việt Nam chính là cái điều mà nó làm cho các họ cảm thấy trời, tại sao một cái đất nước nó nhỏ như vậy mà nó có quá nhiều điều hay. Thì mình muốn kết nối và thành một cái đại sứ du lịch và một cái chiếc cầu nối hai nền văn hóa. Trong đó thì mình thấy là một trách nhiệm khi mình là khách trong nhà của người khác là gì? Là tìm những cái gì tốt đẹp nhất, hay nhất và chia sẻ những cái điều đó thông qua cái phương tiện âm nhạc của mình. Thì đó là những cái gì? Đó là chiếc áo dài, đó là những ngày Tết, rồi những cái cảm xúc gì đó. Thì mình lại đưa vào cái âm nhạc của mình để mà mình cùng nhau kết nối với con người và đồng thời giúp cho người Mỹ hiểu được về một đất nước có thể là trong tương lai họ sẽ được đến thăm chẳng hạn. Đó là những cái gọi là mong muốn rất là lớn lao, mà thật sự là Bazo thấy rằng là KO đã làm được coi như là 2/3 cái đoạn đường đó rồi. Bây giờ cái quan trọng cuối cùng là càng nhiều người biết tới cái đất nước Việt Nam hơn nữa thì đó là lúc mà mình mãn nguyện nhất rồi, đúng không? Và trong 2 năm vừa qua, Bazo cũng nhớ không lầm là
gọi là Kaio đã gọi là English hóa những cái ca khúc mà rồi được nổi tiếng ở Việt Nam, và đặc biệt là gọi là có cái bài Gang đúng không? Gang Covid nè, rồi bài hàng loạt bài hit của các bạn trẻ nè, là bài Em Gái Mưa, bài Đừng Hỏi Em, bài Đâu Chỉ Riêng Em, rồi bài Sài Gòn Đau Lòng Quá, rồi bài Sầu Đông, Chiều Nay Gió Đông Về. Thì có những bài xưa, có cái bài Mùa Thu Cho Em, rồi hàng loạt bài mà Kyle dịch sang tiếng Anh. Trong đó cũng có một cái bài rất nổi tiếng, đó là Trống Cơm, một cái làn điệu âm nhạc rất truyền thống của người Bắc. Và Kyle thành, Kyle với sự giúp đỡ của nhạc sĩ Khúc Đạo Minh, thì mình đã viết lời Trống Covid trong đó, thì nó thành là Trống Cơm, Trống Covid 19. Thì đó cũng là một cái bài hát làm mưa làm gió đầu năm 2020, như là một cái món quà nhắc nhở con người sao để mà bảo vệ bản thân mình trong mùa dịch. Những cái bài hát mà Kyle mới vừa kể đến thì đó cũng là một cái cách mà Kyle có thể giao lưu với các bạn trẻ thông qua hai ngôn ngữ. Và mình chính là một người dịch ra những cái bài hát đó và làm thành sản phẩm. Và cũng có thể là nhờ như vậy mà những người Mỹ lại hát được một cái gọi là ca khúc mà nó cố lành của người Việt. Cũng chính như vậy mà cái văn hóa của người Việt đến với thế giới nó lại càng một cái bước nó rộng hơn. Nên phải cảm ơn Kyle rất là nhiều nha. Kyle còn có những cái bài dành cho các bạn trẻ, các bạn nhỏ nè, như là cái bài Con Heo Đất nè. Nhưng mà nói chung là mình có hàng loạt bài là Trái Đất Này là của chúng mình, rồi bài Một Con Vịt, hàng loạt bài thiếu nhi cho các bạn để họ rèn luyện được tiếng Anh của họ. Đó, hay quá. Thì bây giờ chắc là để giống như Basil củng cố học giỏi hơn được tiếng Anh là phải về mở MV, các MV ca khúc mà Kyle York gọi là phiên dịch ra tiếng Anh để mình học được nhiều hơn thông qua những cái bài rất là quen thuộc của mình bằng tiếng Việt. Kế hoạch trong tương lai của Kyle sẽ là như thế nào? Mình cũng không có biết và không có dám nói trước được điều gì, tại vì mình, như người Việt Nam nói là nói trước là bước không tới. Thì đương nhiên là với ekip của Kyle là mình cũng đang hoàn thiện một vài kế hoạch, nhưng mà thực hiện được hay không là phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Thì nói chung là khi tổ còn đại mình, khi khán giả còn yêu thương mình, thì chắc chắn là mình luôn luôn hướng tới những cái việc tốt đẹp nhất và những cái sự cống hiến cho âm nhạc Việt Nam lẫn âm nhạc Mỹ. Thì hy vọng mà Kyle sẽ tiếp tục có cơ hội và tiếp tục có duyên, bén duyên với âm nhạc Việt Nam để làm được những điều đó. Và chắc chắn rằng trong tương lai chúng ta sẽ sớm có cơ hội, hy vọng Covid nó sẽ tan nhanh để mình có sớm có cơ hội quay trở lại với Sài Gòn thân yêu chúng ta, để lại cất lên tiếng hát để đến với khán giả. Thì trước khi kết thúc chương trình, và thật sự cũng cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian đón xem và đã trò chuyện với một khách mời phải nói là đáng yêu vô cùng luôn. Và quý vị nhiều khi phải thấy rằng là Kyle nói tiếng Việt nó giỏi tới mức là phải bị lúng túng, nó không biết sử dụng từ ngữ nào để nói chuyện được với Kyle. Đó, thì cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian rất là nhiều. Nhưng trước khi kết thúc chương trình thì chắc chắn đến đây rồi, lúc nào bây giờ cũng mong muốn gọi là nghệ sĩ khách mời của mình phải dành tặng một cái món quà âm nhạc đến cho khán giả, và một ca khúc rất là nổi tiếng làm mưa làm gió trong thời điểm qua nha, đó chính là Sài Gòn Thương, đúng không nào? Sài Gòn Thương là một cái bài hát mà Kyle vô cùng thương thật sự. Đó là một cái bài hát mà Kyle thu bằng một chiếc iPad sau 6 giờ ở cái nhà của mình. Là trong 6 tiếng đồng hồ mình thu ở trên cái iPad. Không, ý là sau 6 giờ tối, tại vì giãn cách xã hội á. Thì coi như là mình biết là hàng xóm của mình nó sẽ bớt ồn ào sau 6 giờ. Thì mình đóng cửa hết, rồi mình thu cái bài hát này bằng cái iPad. Xong rồi là mình có những cái hình ảnh vô cùng đẹp của họa sĩ Lê Sa Long. Và đây là một cái bài hát của Khúc Đạo Minh mang âm hưởng dân ca một chút. Đó là bài Sài Gòn Thương. Và hôm nay là đương nhiên là không có người quấn đàn cho mình, nhưng mà mình sẽ hát cái điệp khúc. Và nếu như quý vị thích cái bài hát này thì có thể đến YouTube trongcom.kyleyork để mà cùng theo dõi và ủng hộ những cái sản phẩm sắp tới của Kyle. Bài Sài Gòn Thương nhé. Sài Gòn thương, thương cha, ông con thức trắng đêm thâu, mẹ mang trái tim niềm màu để xua hết bao u sầu.
Sài Gòn thương, thương xót vui buồn cho nhau, những khó khăn sẽ vượt mau, tình người vẫn luôn thắm sâu. Rap vừa nghe ca khúc này là một người đang xa quê hương trong lúc này, và tôi đã được đến với Mỹ cũng 2 năm, xa quê hương 2 năm. Sự thông qua cái ca khúc này, Mazo nhiều ký ức nó hiện về trong lòng Mazo lắm. Và cảm ơn Kayo rất là nhiều, một ca khúc rất là hay, và hy vọng rằng chúng ta lại sớm có ngày được làm việc cùng nhau, được cống hiến và chúng ta lại được khán giả yêu thương nhiều hơn. Xin cảm ơn Bajio, ngày hôm nay là rất là vui được gặp gỡ và gặp lại một người em, một người bạn và là một người Kayo rất là yêu quý. Kayo cũng xin cảm ơn khán giả đã tham gia và cùng nhau giao lưu với chương trình Gõ Cửa Trái Tim. Đây là một cái chương trình Kayo nghĩ là rất là ý nghĩa, và đó là một cơ hội để mà mình mở cửa, mình hiểu được thêm về từng nghệ sĩ, từng con người. Thật ra là nghệ sĩ tụi mình thì mình cũng có rất là nhiều điều muốn nói lắm nhưng mà không dám nói, thậm chí là có những điều mình cần chia sẻ mà mình cũng không có cơ hội. Đây là một cơ hội để mà cùng nhau biết thêm nhiều hơn về nhau, và đó là những cái góc khuất trong cuộc sống mà có khi là ánh đèn, cái sự hào quang của sân khấu thì nó lại không cho phép mình được tâm sự đến như vậy. Xin cảm ơn quý khán giả đã luôn luôn theo dõi, ủng hộ và yêu thương Kayo. Chắc chắn là khi Kayo còn nhận được sự yêu thương đó thì Kayo cũng sẽ hết lòng vì âm nhạc, vì Việt Nam và về một cái nền văn hóa mà Kayo phải nói là Kayo vô cùng yêu quý. Rồi, cảm ơn Kayo York đã đến với chương trình, và không quên tặng cho Kayo một món quà rất ý nghĩa mà Kayo biết không? Trầm hương là một trong những món quà gọi là cực kỳ ý nghĩa đối với con người Việt Nam, tại vì bên trong nó chứa đựng rất nhiều sự may mắn, và cũng chúc cho Kayo York sẽ có thật nhiều thành công trong con đường sự nghiệp ca hát của mình. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều nhé. Và quý vị khán giả thân mến, cảm ơn công ty Kevalin và Trầm Hương Nguyễn đã tổ chức ra một show rất ý nghĩa. Xin hẹn gặp lại quý vị, chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và dịch bệnh sẽ sớm tan mau để chúng ta càng ngày càng có cơ hội gần nhau hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.